Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, gần đây, huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu những trận lũ lụt và lở đất lớn nhất trong hơn 50 năm qua, gây thiệt hại nặng nề. Nhà cửa và đất canh tác bị cuốn trôi, cầu bị sập, hệ thống điện và đường xá bị gián đoạn ở hầu hết các khu vực. Huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên gần đây đã gặp phải trận lũ quét và lở đất lớn nhất trong hơn 50 năm qua, gây thiệt hại nặng nề. Nhà cửa và đất canh tác bị cuốn trôi, cầu bị sập, hệ thống điện và đường xá bị gián đoạn ở hầu hết các khu vực. Nhà máy thủy điện Long Tan nằm trong đặc khu Long đã làm ngập đập để tạo thành một hồ chắn. Tin tức Weibo chính thức của Nam Đô Thị Nhật Báo cho biết, cho đến nay thảm họa đã giết chết 9 người, 35 người mất liên lạc và 3 người bị thương nặng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, quận Vân Xuyên, quận Ly, quận Mao, quận Song Bàn và những nơi khác bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, trong đó Vân Xuyên là nặng nhất. Và sáng sớm hôm thứ Bảy, lũ lụt, sạt lở núi, lở đất tạo thành hồ chắn nước đã xảy ra ở 19 thị trấn, đặc biệt nghiêm trọng ở thị trấn Tam Giang, thị trấn Thủy Mặc và thị trấn Miên Lộ. Phóng viên đã gọi vào điện thoại di động của nhiều người dân trong vùng thiên tai, nhưng họ không liên lạc được. Hôm Chủ nhật, một số khu vực đã được cấp điện, nhưng vẫn còn những khu vực không được kết nối, vẫn bị cắt nước. Lũ lụt lớn nhất trong gần 60 năm, trên con đường ở làng Long Tân, thị trấn Genda, gần 100 ô tô của người dân bị lũ quét cuốn vào một chỗ, toàn bộ hoa màu trong làng bị tàn phá, hầu hết các ngôi nhà một tầng đều bị nhấn chìm. Một người phụ nữ ở làng Hưng Phúc, thôn 1 nói với phóng viên The Epoch Times rằng những người lớn tuổi trong làng nói rằng đây là trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1964. Mọi người đang ngủ thì khoảng 2 đến 3 giờ lũ về bất ngờ. Thôn 2 và 3 bị ảnh hưởng nặng nề, thôn Long Đàm bị ảnh hưởng nặng nhất. Bà cho biết do nhà bà ở trên địa hình khá cao nên lũ không cuốn trôi nhà cửa. Có nhà bị cuốn trôi cả người và nhà theo dòng lũ dữ nên mất liên lạc, hoa màu bị cuốn trôi hết nên gây thiệt hại nặng nề. Những người mất liên lạc không có tín hiệu điện thoại di động cho đến tối. Một số nơi không được kết nối điện cho đến 8 giờ ngày hôm sau, có lẽ đã không còn hy vọng và không có khả năng sống sót. Còn những người mất tích khác, hiện tình hình chưa rõ như thế nào. Năm nay chắc chắn không có thu hoạch và tôi không biết phải làm gì trong những ngày tới, bà nói. Một nam du khách ở khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Ngọn Long đã đăng tải đoạn video kể lại khoảnh khắc kinh hoàng mà anh trải qua. Anh ấy nói rằng anh ấy đã từng trải qua trận động đất ở Vân Xuyên trước đây, nhưng lần này nó thậm chí còn mạnh hơn và kinh thiên động địa. Trận lở đất dữ dội chôn vùi chiếc xe dưới lòng đất, tiếng đá va vào xe ban đêm rất lớn và kinh hoàng và nó kéo dài khoảng 2 giờ. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến trưa ngày thứ Ba, lũ quét và sạt lở đất đã phá hủy 900 ngôi nhà, 2.065 trang trại bị ngập, 2 hồ chứa và đập bị hư hại, hơn 115 km đường ống nước sạch bị hư hại, dẫn đến không có nước uống, còn doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thiệt hại nặng nề. Hôm thứ Tư, tin chính thức từ huyện Vân Xuyên cho biết tính đến 17 giờ chiều thứ Ba, hơn 100.000 người trong huyện đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất và thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 3,8 tỷ nhân dân tệ. Nhà máy thủy điện Long Tân làm ngập đập và hình thành một hồ chắn có thể vỡ bất cứ lúc nào. Một nữ dân làng cho biết do lượng mưa bất ngờ nên nước mưa ở vùng núi đã bão hòa, thiên tai rất nghiêm trọng ở thị trấn Ngọ Long, cách nơi ở của cô khoảng 15 km, nơi đập thủy điện Long Tân gây ngập lụt và tạo thành hồ, dẫn đến hậu quả là giao thông bị gián đoạn. Theo báo chí đưa tin, các cửa xả lũ của đập thủy điện Long Đàm không thể mở được. Vào sáng thứ Ba, mực nước của thủy điện là khoảng 1.641m, cao hơn đỉnh kè khoảng 4m và sẽ lại phải đối mặt với rủi ro thiên tai rất là cao. Nhà máy thủy điện Long Tân là một nhà máy thủy điện cấp 4 trên dòng chính Ngọc Tử Hy, một nhánh cấp 1 của sông Mân Giang và trực thuộc công ty năng lượng Senhua Tứ Xuyên. Nhiều người ở thị trấn Tam Giang mất tích. Chủ làng nước Tam Giang, thị trấn Tam Giang cũng cho biết đây là trận lũ lớn chưa từng có trong hàng chục năm qua, địa phương không có bộ phận liên quan nào đưa ra cảnh báo sớm. Do lũ quét bùng phát lúc 1-2 giờ, đến gần sáng mọi người còn đang ngủ say, có người bị lũ cuốn trôi, hoa màu trên đồng bị vùi lấp. Có rất nhiều người mất tích hiện vẫn chưa có tin tức gì. Cô nói những người bị cuốn trôi phần lớn đều là người ngoài, đều mua nhà ven sông để ở.
Hôm thứ Ba, viễn thông địa phương bị gián đoạn đến 19 giờ tối mới có điện. Ngoài ra, đường giao thông bị chặn và thực hiện kiểm soát giao thông, các phương tiện chỉ được phép vào mà không được ra. Một người dân khác ở thị trấn Đại Thủy, quận An Châu, thành phố Miên Dương cho biết, gần đây lũ lụt xảy ra ở khu vực địa phương, toàn bộ lúa trên đồng đều bị nhấn chìm, chính quyền không trợ cấp gì, thiệt hại do nông dân tự gánh chịu. Trước đó, một trận động đất 8,2 độ Richter xảy ra ở Vân Xuyên, trận động đất ảnh hưởng đến các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc. Nền văn hóa của các dân tộc thiểu số bị tàn phá nặng nề và thương vong cũng rất nặng nề. Điều khiến người dân phẫn nộ là nhiều tòa nhà trường học bị sập trong động đất vì các dự án đậu phụ, dẫn đến cái chết của một số lượng lớn học sinh. Thế giới bên ngoài từng đặt câu hỏi về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu cảnh báo động đất để tổ chức thành công Thế vận hội Olympic. Cục động đất Tứ Xuyên đã phát hiện dấu hiệu của động đất trước trận động đất, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm tiết lộ thông tin này, do đó số lượng nạn nhân cũng giảm đi rất nhiều. Theo báo cáo của Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến hôm thứ Bảy, trận động đất ở Vân Xuyên đã giết chết 69.227 người và khiến 17.824 người mất tích. Số học sinh thiệt mạng chính thức là 6.376 người chết, 1.274 người mất tích và 1.107 người bị chôn vùi trong ngôi trường bị sập. Tổng cộng chỉ còn 8.757 người. Vào đầu tháng 4 vừa qua, tại một cuộc họp của người Hoa ở San Francisco, Hoa Kỳ, Phúc Hổ, một thành viên của Liên đoàn Ba Thư đã công bố số người chết trong trận động đất Vân Xuyên ở Tứ Xuyên mà họ điều tra. Theo ước tính sơ bộ của chúng tôi, số người chết là khoảng 300.000, số học sinh tử vong là hơn 30.000, trong đó có nhiều trẻ em mẫu giáo. Thưa quý vị, trận mưa xối xả đổ bộ vào miền Trung và miền Tây Trung Quốc hôm Chủ nhật đã bước sang ngày thứ Ba. Tính đến nay, ít nhất 76 người thiệt mạng, 92 người mất tích và ít nhất hàng nghìn người mắc kẹt. Số người chết, bị thương và mất tích tiếp tục tăng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cảnh báo rằng lực lượng cứu hộ phải đối mặt với một cuộc chạy đua với thời gian khẩn cấp. Số người chết gia tăng đã dẫn đến cảnh báo thảm họa cho Sơn Tây, Cát Lâm và các tỉnh phía Tây Thanh Hải, Cam Túc. Theo hãng thông tấn CCTV của Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc từng ban hành lệnh sơ tán hoặc khuyến cáo đối với 4,72 triệu người dân, đồng thời khoảng 48.000 nhân viên, lực lượng phòng vệ, cảnh sát và lính cứu hỏa đã được huy động để tìm kiếm cư dân mắc kẹt. Ông Lý, người đã thành lập một trung tâm ứng phó khẩn cấp cho biết, công việc cứu hộ là một cuộc chạy đua với thời gian. Ông nói thêm rằng các nhân viên cấp cứu đang làm hết sức mình để tìm kiếm những người mất tích và giải cứu những người bị mắc kẹt trong nước lũ. Người phát ngôn chính phủ Trung Quốc cho biết, hầu hết những người mất tích ở khu vực phía nam của tỉnh Sơn Tây, Cát Lâm, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cao nhất đối với các khu vực bị ảnh hưởng, cho biết lượng mưa tích lũy trong 3 giờ là 62,3mm, tại một khu vực của tỉnh Cát Lâm là cao nhất kể từ năm 1976. Trận mưa bão tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua đã gây ra lũ lụt và lở đất. Lũ lụt thậm chí còn khiến bờ sông bị sập, cầu bị cuốn trôi và dịch vụ tàu cao tốc bị đình chỉ trên phần lớn miền Tây Trung Quốc. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ô tô bị cuốn trôi và người dân trú ẩn trên nóc những ngôi nhà ngập nước. Hãng tin Kyodo đưa tin hàng trăm người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy trong trận mưa lớn. Một số người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Cát Lâm, trong khi lực lượng cứu hộ kéo nhiều thi thể từ dưới những ngôi nhà bị sập ở Tứ Xuyên. Người dân Tứ Xuyên cho biết mưa xối xả còn tồi tệ hơn mùa hè năm 2014 khi mưa xối xả gây ra lở đất khiến 77 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị khán giả, mạng tin tức Quảng Tây cho biết đỉnh lũ lớn nhất năm nay của sông Vĩnh Giang đã vượt qua Nam Ninh an toàn vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy. Mức nước đỉnh lũ là 66,75m, bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn thứ năm từ thứ Ba đến ngày thứ Sáu, sông Vĩnh Giang và lưu vực sông Tả Giang và sông Hữu Giang ở thượng nguồn thường có mưa lớn gây ra lũ lụt. Mực nước của trạm thủy văn Sủng Tả trên sông Tả Giang đã bắt đầu dâng lên từ 7 giờ sáng thứ Tư và đỉnh lũ xuất hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu với mực nước tăng 1,82m đến 4,29m. Theo giám sát của trạm thủy văn Nam Ninh, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của các con sông Tả và Hữu, mực nước của trạm thủy văn Hữu Giang Nam Ninh bắt đầu dâng lên từ 12 giờ trưa thứ Tư và mực nước tăng nhanh vào hôm thứ Sáu, tối đa là 0,12m trên giờ. Đến 14 giờ chiều ngày thứ Bảy, đỉnh lũ xuất hiện, mực nước đỉnh lũ là 66,75m, tăng 2,83m, lưu lượng dòng chảy 3.680m3 trên giây. Mực nước kiểm soát lũ là 69m, nó bắt đầu rơi chậm vào lúc 8 giờ tối hôm đó và dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến bờ biển. Theo PAN, quản lý công viên nước cho biết mực nước sông Vĩnh Giang tăng lên 68,5m mới ảnh hưởng đến công viên này, vì vậy công viên nước vẫn mở cửa bình thường.
hiện nay sông Vĩnh Giang đã bước vào mùa lũ chính, mưa lớn cục bộ vẫn có thể khiến nước sông dâng cao. Cục Thủy văn cũng khuyến cáo các đơn vị làm tốt công tác đề phòng lũ lớn, đồng thời phải chú ý đến sự thay đổi chế độ nước để vượt lũ an toàn. Theo một phóng viên của Tân Hoa Xã cho biết, quá trình mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc về cơ bản đã bắt đầu và các con sông lớn ở Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh đã bắt đầu có lũ. Tất cả các sông nước đã rút dâng cao trên mực nước cảnh báo. Tuy nhiên, xét thực tế là mực nước của đoạn Cửu Giang thuộc dòng chính của sông Dương Tử và Hồ Bà Dương đã vượt quá mức nước cảnh báo và mực nước của Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương vẫn đang tăng lên. Từ 16 giờ chiều thứ Bảy, ứng phó khẩn cấp chống lũ được điều chỉnh từ cấp 4 lên cấp 2. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!